Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình lại đến ở cái quầy đồ điện tử cũ. Này đang mua cho khách một đôi Boss và một đôi Pioneer. Thì nhân tiện mình thấy đây có nhiều rất là nhiều loa điện tử, loa Bluetooth để bàn ấy. Nó rất là đẹp, rất là gọn. Mà loại này thì âm thanh nó rất là hay. Có một anh ở trong Bình Dương, anh Sáu miệt vườn, anh bảo là muốn tìm cho anh một con như thế này. Thì nhân tiện sẽ quay lại cho các bạn coi luôn. Đây có mấy con thôi. Loa để bàn này nó có mấy con thôi, khá là ít, không được nhiều như là mấy cái loa rời kia. Đây có một con Boss Portable Digital Music. Con này giá mới của nó là 6 triệu 6, giá cũ giá hàng cũ bây giờ là khoảng tầm 1-2 triệu rưỡi, sản xuất năm 2008, bảo hành 6 tháng. Con này thì chỉ dùng cho iPod và iPhone. iPhone thì ra đời iPhone 4, có chân này cắm vào để nghe. Và tương tự bên con này cũng con của Logicool, cũng tương tự là made in Hồ Cẩm Đào. Đến đây là mấy con của Sony này, Panasonic này. Đây có một con Panasonic SCHC1000. Đấy, con này giá mới không có, sản xuất năm 2017, giá giờ là khoảng tầm 2 man, tầm 4 triệu hơn một chút, bảo hành 6 tháng. Có giấy chứng minh hướng dẫn sử dụng này, có dây nguồn này, có dây AC này, có điều khiển đấy, và antenna là gì không biết. Antenna là anten. Mã của nó HC gì thấy rất là đẹp, quay xa anh em xem đấy. Và bên cạnh nó là một con Sony CMT50. Con này để trên trước phòng khách mà nghe thì khá phê, nặng lắm. Con này nó rơi tầm 3-4 cân, bé nhân thôi nhưng 3-4 cân đấy. Con này chỉ có 1,4 triệu gì đấy, rất là rẻ. Con này rất rẻ. Cái này có các nút nguồn rồi đĩa CD rồi tăng âm lượng các thứ bên trên. Đây lôi ra tỷ cho anh em xem. Đấy, rất đẹp. Đấy thì 2012 sản xuất nha các bạn. Có giấy chứng minh này, điện nguồn AC và remote và anten. Tiếp theo là một con loa này thì là loa Sony RS-RS-X9. Con này giá là 25.300, khoảng tầm 5 triệu mấy, 5 triệu 3 gì đấy nhỉ. Có NFC này, có Bluetooth này, có Wi-Fi này. Đấy thì có đầy đủ hết, còn đang mới nguyên bọc này. Bên này là một con Toshiba, con này là vừa đài luôn hả? Con này là cái đài luôn, FM luôn, sóng tần sóng các thứ. Thôi con này không quay, hai con này Toshiba đài FM không quay. Tiện là có ghé lại cái mã cho một số anh em thi thoảng vẫn hỏi đài ấy, thì ở đây có ngó luôn. Đấy Toshiba TI AH1, bên này TI AH1000. Trên này thì có 4 con nữa của Sony. Đầu tiên là Sony ZS-E20CP, con này có tầm 700.000 thôi. Con này thì cũng vừa nghe được CD này. Đấy thì FM AM luôn. Đài sao? Có con này là đài FM AM thôi. Đây là một con đấy rất là đẹp này. Nó nặng tầm 3 cân. Sony SRS-X7, con này 2 triệu nha bạn, hơn 2 triệu tí. Bluetooth NFC này, AirPlay là gì? AirPlay có giấy chứng minh, có nguồn, có AC, có Sampa là cái gì ạ? Có NFC này, có nên các nút bật nguồn thử chơi nhé. Đấy, lên xanh ngay. Đây là dây này, đấy, bên này là Bluetooth này. Đấy. Nó đang để dây sao? Network này, pairing gì đây, Bluetooth này. Mình chưa dùng con này bây giờ, chả biết thế nào, vẫn chưa chơi thôi. Thế đến này đập cho không trượt phát nào, chết dở, hơi tắt. Bên này là một con Sony khác, CMTX5CD. Con này là nghe CD luôn, vừa nghe Bluetooth luôn. Bluetooth sẽ giúp được khi rửa. Đây con này là có thể kết nối Bluetooth này, NFC này,
sản xuất năm 2014. Giá thì cũng bằng con Sony này, 2 triệu. Quay xa cho anh em nhìn. Đấy. Sản xuất 2014, bảo hành 3 tháng. Có giấy chứng minh, có điện nguồn, remote, anten. Trong này là hai con của Panasonic. Panasonic SCHC330 nha các bạn. Giá của nó là 1,4 triệu gì đấy, bảo hành 3 tháng. Con này có dây nguồn này, có dây AC và có điều khiển. Có số sản xuất năm 2010. Đấy. Cái này là các nút. Quay cho anh em xem. iPod luôn hả? Con này là nghe iPod là không có Bluetooth à? Còn con trong này cũng tương tự, con này có Bluetooth. Panasonic SCHC400. Có 2018 là sản xuất này, gần đây mà, mới là hơn 5-2 năm. Còn anh 6 tháng, giá của nó là 1,1 triệu, tầm 2 triệu 2 hơn. Có Bluetooth, có chơi xích minh, có điện nguồn, có remote, có anten, có AM, FM luôn. Đấy, đẹp quá. Quay xa cho anh em nhìn tổng thể một lượt. Đấy, cái này nhân tiện mình sẽ quay cho anh Sáu miệt vườn ở Bình Dương xem. Và nhân tiện anh em có dịp tham khảo nhé. Bên này thì có mấy cái đài thôi không quay. Trên này gần đây luôn có con Columbia này. NAC100 giá 2 man 4 triệu. Đấy, thì dưới này có vài con Sony. Sony Walkman à. À, CMT30 có 900.000. JVC CAUX LP455 có 1,1 triệu. Con này là cái gì đây? Máy gì ta? Máy này là máy gì mới đây? Đây có hai con máy con Sony nữa, Panasonic. Loa để bàn, có cắm iPhone vào để nghe. Bên này còn con Yamaha, hai con, một con Foster PM Sun gì đấy, một con Yamaha. Đây có mấy con Luckman, hình như là FM, có tần số FM. Lần trước bác nào cứ bảo là con này là âm ly chứ không phải là FM, nhưng mà có tần số này thì chắc chắn là FM AM rồi. Đây. 5 triệu. Đài FM đây bác. Đây nữa còn mấy con Luckman T660 này cũng 2,6 triệu gì đấy, 2,7 triệu đấy. Đây cũng có một con Yamaha CT1000 cũng tầm hơn 3 triệu, cũng là FM. Đây là Sony Tuna là gì, cũng là FM AM. Giá có 1,1 triệu rồi, 1,2 triệu. Bên này có con Kenwood, con ABS. Đấy thì loanh quanh đây là một số cái như là cái điện thoại này. Các anh Sáu bảo là tìm cái bộ đàm nhưng mà không có. Pioneer bên kia phải là lọc xi mà các bác. Em không rành về cái đồ lọc xi nhưng mà tại sao nhiều bác hỏi quá em không biết là thế nào. Đây, Simbin. Cái này nếu mà lọc xi thì các bác làm lấy thì bảo em, nó rất là gọn nhẹ nhá. Cái gì đây, con này chỉnh gì đây? Em không biết loại này nhưng mà cứ quay lên anh em nào. Đây, từ mic ra rồi lọc chắc là đấy. Ok thì quay qua cho anh em tham khảo một tí. Đây có một bộ chi đây nữa này, Audio Technical của Sony. Audio Technical, xin lỗi anh em, Sony là con bên cạnh, nhìn nhầm. Đây là con Pioneer nữa, giá là tầm 1,7 triệu gì đấy. Loa không thanh luôn. Trước bác nào có bình luận hỏi có loa không thanh không, thì có một cái đây. Đây ok thì em xin chấm dứt video tại đây, để em ra mua cái con Sony này cho anh Sáu miệt vườn, để anh ấy cầm hộ cái tôi nặng quá, để thanh toán cho anh Sáu miệt vườn. Đi ra để mút luôn con này. Đang còn đưa ra quầy để thử cái con này cho chắc ăn, lỡ có bị hỏng thì đỡ mất công đi lại các bạn. Mở thải.
願いします。Bluetooth も試します？はい。